Chùa Minh Đức, khu văn hóa tâm linh đầu tiên sở hữu bức tượng Phật cao nhất Việt Nam, cao nhất khu vực Đông Nam Á hiện tại. Quảng Ngãi, nơi nổi tiếng với tuyệt tác núi Ấn, sông Trà, nơi sở hữu nhiều cảnh đẹp bình yên thanh bình. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, chùa Minh Đức tại Quảng Ngãi nổi lên như một chủ đề bàn tán đối với các du khách. Chùa Minh Đức là khu du lịch tâm linh đầu tiên tại Quảng Ngãi, không những vậy nơi đây còn sở hữu bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam. Hãy cùng theo chân Quảng Ngãi vlog khám phá địa điểm thú vị này nhé. Chùa Minh Đức tọa lạc tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngôi chùa nằm trên tại ngọn núi Thiên Mã, một trong ba ngọn núi vô cùng nổi tiếng tại Quảng Ngãi là núi Thiên Ấn, Thiên Mã, Thiên Bút. Chùa Minh Đức nằm trên tuyến đường Mỹ Trà Mỹ Khê, là cung đường dọc bờ sông và cũng là tuyến đường liên tỉnh. Đi trên tuyến đường này bạn sẽ cảm nhận được từng ngọn gió biển thổi và qua mặt mang chút hương vị mặn mặn của mùi biển. Chùa nằm cạnh dòng sông Trà Yên Ả, đối diện chính là cầu cổ lũy mới vừa được đưa vào sử dụng. Chùa Minh Đức nằm trong khu văn hóa Thiên Mã rộng khoảng 90 ha. Được biết khi dự án công trình này hoàn thành, thì khu văn hóa Thiên Mã sẽ là khu du lịch tâm linh đầu tiên tại Quảng Ngãi. Khu văn hóa cùng chùa Minh Đức được xây dựng trên ngọn núi Thiên Mã với độ cao 75m so với mực nước biển, thế nên đứng từ chùa Minh Đức này bạn có thể có tầm nhìn bao quát thành phố Quảng Ngãi. Trong tương lai, khi chùa Minh Đức và khu du lịch Thiên Mã được mở cửa và đưa vào hoạt động, chắc chắn nơi này sẽ là địa điểm du lịch nổi tiếng, không chỉ thu hút người dân địa phương ghé thăm mà nơi này cũng sẽ gây ấn tượng với du khách ở địa bàn các tỉnh khác. Ghé thăm chùa Minh Đức bạn không chỉ được viếng bái Đức Phật mà còn được thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình bình yên của xứ Quảng mộng mơ. Hơn thế nữa, bạn còn được tận hưởng bầu không khí cực kỳ trong lành và mát mẻ. Chùa Minh Đức nằm cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng chừng 15 km. Chùa Minh Đức được xây dựng từ tháng 5 năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại năm 2024 đã 6 năm và công nhân làm việc xây dựng ngôi chùa đang ngày đêm gấp rút hoàn thành dự án để người dân và du khách gần xa có nơi để tham quan và viếng bái. Được biết dự án khu văn hóa tâm linh Thiên Mã và chùa Minh Đức được tỉnh phê duyệt với kinh phí 1.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại ngôi chùa đã hoàn thành gần 70% công trình với khu Long Hoa Viên và tượng Di Lặc. Được biết điểm nhấn của ngôi chùa Minh Đức sẽ là dự án tượng Quan Âm cao 125m, đây được xem là bức tượng cao nhất Việt Nam, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, nếu như hoàn thành. Người khởi công xây dựng ngôi chùa Minh Đức chính là trụ trì chùa Linh Phước hay còn được gọi là chùa Ve Chai, là ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam với 11 kỷ lục, ông cũng là trụ trì của ngôi chùa Linh Ẩn. Pháp danh của ông là Thích Tâm Vị và ông là người con của vùng đất núi Ấn sông Trà. Ngoài ra, trước đó chùa Minh Đức cũng đã cho đúc thành công bức tượng Phật Di Lặc cũng vô cùng ấn tượng không kém. Dự kiến bức tượng tại chùa Minh Đức sẽ được đúc với hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài hoa sen, tay cầm bình nước cam lộ. Bên trong bình nước chính là nước thánh giúp rửa trôi những đau khổ, ốm đau bệnh tật hồng trần. Bức tượng được đúc có hướng nhìn ra biển, như đang nhìn thấu hồng trần chúng sinh, giúp những con người đang khó khăn dưới kia vượt qua nghịch cảnh, vượt qua đau khổ. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Minh Đức sẽ được xây dựng bao gồm 25 tầng, du khách có thể di chuyển vào được bên trong và được sử dụng thang máy để lên các tầng phía trên. Từ tầng thứ 11 sẽ ở vị trí phần bụng của bức tượng Quan Thế Âm ở chùa Minh Đức, tại đây các kiến trúc sư đã có xây dựng những chiếc cửa sổ có tầm nhìn ra bốn hướng và có tầm nhìn ra biển xanh bao la. Thêm vào đó, bạn có thể sử dụng thang máy để di chuyển đến tầng thượng. Nếu công trình này ở chùa Minh Đức được hoàn thành thì các Phật tử và du khách có thể di chuyển ra khu vực cao nhất của bức tượng chính là bàn tay của bức tượng Quan Thế Âm để ngắm nhìn phong cảnh biển xanh rộng mênh mông. Đứng từ đây bạn sẽ thu vào mắt mình là đồng lúa xanh mướt của vùng quê bình yên Quảng Ngãi, là bãi biển rộng mênh mông cùng những đoàn tàu lênh đênh mưu sinh ngoài xa. Khu du lịch Thiên Mã là khu du lịch văn hóa tâm linh Phật giáo đầu tiên tại Quảng Ngãi với nhiều khu vực khác, khu vực bố trí tượng Phật, quảng trường, chùa Minh Đức, khu bảo tàng Phật giáo, khu bảo tháp, Long Hoa Viên, vườn Bạch Mã, khu thập pháp giới, khu thiền đường, cuối cùng là khu Phương Y đường và nội viện. Các khu vực tại chùa Minh Đức đều hòa mình với thiên nhiên với hệ thống cây xanh, đồi núi cực kỳ tươi mát. Cùng bầu không khí trong lành và không gian thoáng đãng, tất cả mang đến cho chùa Minh Đức một khung cảnh cực kỳ bình yên và thanh tịnh. Chùa Minh Đức chắc chắn sẽ là nơi bạn cần tìm đến khi gặp khó khăn biến cố trong cuộc sống. Đặt chân tại đây bạn sẽ được ngắm biển rộng mênh mông, bạn sẽ được gửi đi những ưu phiền theo làn gió, làn mây, bạn sẽ được che chở và bảo vệ. Các công trình khác ở chùa Minh Đức như, thứ nhất là cầu Minh Phong. Là cây cầu ắt được xây dựng phía bên ngoài chùa Minh Đức, cây cầu Minh Phong có chức năng đúng như cái tên của nó, chính là đón gió. Đứng tại cầu Minh Phong ở chùa Minh Đức bạn có thể tận hưởng được từng đợt gió biển thổi vào da vào tóc bạn, thổi đi những buồn phiền trong cuộc sống. Đón những đợt gió biển mặn mặn, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thu về phong cảnh cửa biển nối liền với sông Trà. Vào ban đêm, khi ánh đèn tại cầu cổ lũy được bật lên, cảnh sắc lại thêm phần lung linh. Đứng từ chùa Minh Đức bạn có thể nhìn thấy cầu cổ lũy xinh đẹp. Thứ hai là vườn thư pháp, đây chính là không gian cây xanh vô cùng thanh tịnh và yên bình với những bức thư pháp được trang trí khắp vườn của chùa Minh Đức. Những bức thư pháp được viết khéo léo ý nghĩa được trên các thân cây, cành cây với những lời răn dạy, những lời khuyên, đạo lý làm người. Từng nét chữ trên thư pháp như nhắc nhở mỗi người hãy khắc ghi những từ này vào tâm can và sống đúng với bản thân. Thứ ba là khu chánh điện. Chánh điện tại chùa Minh Đức rộng gần 12.000m², điểm cao nhất của chánh điện lên đến 51m. Không gian chánh điện được chia thành nhiều khu vực như tiền sảnh, đại hùng bảo điện, đông điện, tây điện,
tháp chuông, tháp trống, lầu kinh đông, lầu kinh tây. Bên trong đó, Đại Hùng Bảo Điện là khu vực sở hữu 3 bức tượng Phật cao 21m tại chùa Minh Đức. Ở giữa là Phật Thích Ca và bên phải là tượng Phật Dược Sư, bên trái là tượng Phật A Di Đà. Ở phía đông và phía tây của Đại Hùng Bảo Điện được chạm khắc 64 bức phù điêu kể về cuộc đời Đức Phật. Chùa Minh Đức tuy được mới xây dựng và đang trong quá trình hoàn thành nhưng đã thu hút nhiều du khách không khỏi tò mò đến tham quan du lịch.